Thank you.
Mình đã hoàn thành xong bữa ăn tối. Đây là món canh rong biển mình đã nấu sẵn ở nha. Còn đây là món gà xào nướng hổi vừa mới làm đấy. Còn đây là món ăn đại diện cho xứ sở của Hàn Quốc, đó là món kim chi bắp cải và kim chi củ cải. Nào, mời cả nhà cùng ăn tối với nhà mình nhé. Lạnh hả? Tại con lạnh hả chị? Ngồi này nãy giờ không phải à? Chưa ăn cho xem. Hoài ngắn lại con. Ngồi xem. Bố đi phải ăn tên. Chưa ăn rồi. Đây là khu vực mà mình phải đậu xe ở ngoài bãi, giá là 20.000 won. Các bạn thấy không? Một không khí về đêm rất là lãng mạn. Họ trang trí đèn lấp lánh xung quanh để tăng thêm phần ấm áp cho mùa đông. Điều dùng mùa đông thì đa số là những liều lớn, nhiên liệu của nhà mình, và giá thì rất là đa dạng, từ 400 đến 1.500.000 won. Bạn muốn cỡ nào cũng có cả. Đây là khu vực dành cho xe chạy vào. Mình có thể đậu xe kế bên lề của mình. Giá là 30.000 won, rất là tiện lợi. Nhưng có khuyết điểm là nền bằng đá sỏi. Mùa đông này thì hơi lạnh ở đất lên nên rất là lạnh đó các bạn. Theo là khu vực có sẵn xe camping. Khu này thì đắt tiền lắm nhé các bạn. Giá từ 120 đến 160.000 won, nhưng rất là tiện lợi. Thì bên trong có sẵn các đồ dùng cần thiết, kể cả toilet nữa. Mình đi dạo một vòng ở ngoài nhé các bạn. Trước mặt mình có một tòa nhà lấp lánh đèn, mình đứng gần để xem nhé. À, thì ra là coffee shop đó các bạn. Quá lý tưởng phải không ạ? Các bạn thấy không, ngoài sân thì vẫn bao phủ lên một màn tuyết trắng. Nhìn quang cảnh này là mình nhớ đến những khoảnh khắc khi ở Việt Nam, bạn bè đi coffee shop tán nhậu. Thank you.
ngon. Dạ thích chân à. Ừ, vô ăn đi. À. Một tí chứ mày cũng đang làm nhạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của nhà mình. Các bạn vui lòng nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho nhà mình nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.